Nguyễn Thế Duy, và hôm nay mình rất là vui giới thiệu với các bạn một cái bạn doanh nhân nữ và bạn rất là khát khao ra làm kinh doanh. Và chút xíu nữa thôi thì các bạn sẽ được giới thiệu về một cái sản phẩm nó rất là tuyệt vời. Bạn tên là Lương Thị Thảo và hiện tại bạn là giám đốc của công ty Hinaco. Và bạn Thảo cho mọi người biết chút xíu là hiện tại bạn bao nhiêu tuổi và bạn bắt đầu ra kinh doanh từ lúc nào? Dạ, em chào thầy Nguyễn Thế Duy. Thảo gửi lời chào đến tất cả các bạn. Thì rất là vui được hôm nay được thầy Duy tạo điều kiện để mà chia sẻ và kết nối cùng các bạn tại cái kênh của B-Training. Thì Thảo xin giới thiệu là Thảo sinh năm 1986, thì đã 32 tuổi, thì cái tuổi không cái còn trẻ nữa. Thì Thảo bắt đầu khởi nghiệp riêng, cái công việc của mình là sản phẩm thiên nhiên là cao artiso phục vụ cho cái nhu cầu bảo vệ sức khỏe về gan. Cao artiso, nó có nguồn gốc từ đâu em? Cao artiso này xuất xứ tại Đà Lạt thầy ạ. Cao artiso Đà Lạt đúng không? Đúng không? Cao artiso Đà Lạt đúng không? Các bạn thấy artiso Đà Lạt, các bạn thấy rõ chưa? Vâng. Và cái cao artiso này nó có cái gì đặc biệt mà em lại chọn kinh doanh nó? Dạ thực ra là khi mà sanh hai đứa nhỏ thì khi mà lúc mà còn ở một mình thì em cũng chẳng có quan tâm đến thực phẩm sạch đâu. Nhưng mà bắt đầu khi có con á, bắt đầu là em thấy là trong quá trình mà chọn thực phẩm cho bé á, thì em dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu về thực phẩm sạch. Và em có xuất phát từ cái nhu cầu của bản thân thì em rất là quan tâm đến cái thực phẩm sạch. Và em nghĩ là rất là nhiều người đang rất cần thực phẩm sạch luôn. Và cũng cơ duyên là trong quá trình nghiên cứu thực phẩm như vậy á, thì có một giai đoạn là sau khi sanh hai bé thì sức khỏe cũng bị giảm sút, thì gan nó không được tốt. Thì em được một người bạn tặng cái món quà từ Đà Lạt để bảo vệ sức khỏe. Từ đó mà em sử dụng, trải nghiệm cho bản thân và thấy tốt. Và mua cho cả nhà, gia đình mình đi xài luôn. Thì thấy hiệu quả nó quá là tuyệt vời đi. Thì lúc đó thì em mới muốn lan tỏa thêm cái giá trị về cái artiso này cho nhiều người biết đến hơn nữa. Ok, ở trên đây thì mình thấy là giải độc gan này, cân bằng nội tiết tố này, mụn nè, nội tiết nè, thông mạch nè, lợi tiểu nè, .. nó rất là nhiều thứ. Hay quá ha. Cái artiso này hồi giờ mình cũng thích ăn canh artiso, sản phẩm artiso, mình không ngờ là nó có nhiều cách rất là đặc biệt nó như vậy. Thì trong thời gian qua khách hàng dùng thì khách hàng phản ảnh như thế nào em? Dạ, cũng rất may mắn là khi mà sản phẩm vừa ra mắt á, thì chưa có kịp làm bao bì luôn, thì rất là nhiều bạn bè và anh chị, đồng nghiệp cũ đặt hàng. Thì một cái niềm vui đối với người khởi nghiệp như em á, là lúc cái ngày đầu tiên mà em chào bán luôn thì em đã ra hàng được khoảng 70 hũ. Thì khách trong quá trình mà khách sử dụng á, thì cũng nhận được những cái tin phản hồi rất là tốt. Nếu mà khách chịu kiên trì xài. Ok. Và bạn có happy khi mà bạn chọn mà làm cái sản phẩm nào? Dạ, em rất là yêu thích cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh luôn. Và bây giờ bạn có thể kể cho mọi người biết chút xíu về bạn. Lúc xưa bạn làm cái gì và tại sao bạn chọn con đường làm kinh doanh? Dạ, Thảo xin giới thiệu là lúc xưa là Thảo làm kiểm soát viên kế toán tại một ngân hàng. Thì khi mà sanh hai bé xong á, bắt đầu là muốn thay đổi. Lúc đó là muốn thay đổi. Một phần là vì mình trước giờ mình luôn khao khát được kinh doanh, được làm cái công việc mình yêu thích. Thứ hai là cũng vì hai đứa nhỏ, thì mình luôn cân bằng giữa thời gian dành cho con và thời gian dành cho công việc kinh doanh. Thì mình quyết định là mình nghỉ làm công ty, nghỉ làm bên ngân hàng. Thì mình đầu tư thời gian cho con cái và từng bước gầy dựng cái công việc kinh doanh của mình hiện tại. Lúc đầu ra kinh doanh nó khó khăn không? Lúc đầu kinh doanh thì thực sự là rất là nhiều khó khăn. Khó khăn thứ nhất bạn có thể nói? Khó khăn từ cái việc mà làm việc với đối tác. Khó khăn từ cái việc mà làm việc với đối tác. Liên hệ vùng nguyên liệu, liên hệ đơn vị sản xuất mà đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn về xác nhận công bố các tiêu chuẩn về vi sinh vật, đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Thì cái đó rất là khó khăn, mình phải test rất là nhiều cái đơn vị cung cấp như vậy luôn. Thì mình mới ra được một cái đơn vị mà uy tín để mà mình làm việc lâu dài. Cái khó khăn thứ hai, gia đình có ủng hộ hay là lúc đầu gia đình cản trở? Cũng rất là may mắn đối với em là ba mẹ và ông xã đều ủng hộ về mặt tinh thần rất là nhiều. Chỉ có khó khăn á là về ông xã cũng rất là bận rộn, cho nên là em vừa phải quán xuyến hai con và vừa phải lo công việc kinh doanh của mình.
Cái khó khăn về khách hàng lúc đầu thì khách hàng như thế nào? Về khách hàng mới đầu là khách hàng chưa có niềm tin về sản phẩm. Khách hàng, những cái người mà đã biết Thảo trước đó rồi á, thì người ta có một cái niềm tin ở mình rồi á, thì khi mình giới thiệu một cái sản phẩm mà mình tâm đắc như vậy á, thì người ta dễ dàng chấp nhận sử dụng. Nhưng mà những cái khách mà mới hoàn toàn người ta chưa có hiểu về mình thì đương nhiên là niềm tin người ta sẽ không có. Thì mình phải mất rất là nhiều thời gian để chứng minh cho khách hàng được là cái giá trị mà mình muốn mang lại cho khách hàng là như thế nào. Thì lúc đó người ta mới chấp nhận xài sản phẩm của mình. Rồi xài một hũ thì mình muốn khách hàng kiên trì xài hai sản phẩm hoặc ba sản phẩm để đạt được cái hiệu quả cao á, là một cái khó khăn hơn nữa. Và cứ từng bước giải quyết từng cái khó khăn như vậy. Bây giờ khách hàng á, họ xem đoạn video này á, mà họ muốn liên hệ để mua sản phẩm này thì họ phải làm sao? Thì hiện tại thì Thảo có chia sẻ kiến thức về Artiso qua kênh là vuonquocartiso.com và trang web của thương hiệu là starwell.vn hoặc là Facebook Cao Artiso Đà Lạt Starwell, hoặc là và có cái số điện thoại hoặc email gì không? Kênh YouTube. Số điện thoại hotline là 0914573899. Là chăm sóc khách hàng là 24/7. Bạn có mở đại lý không? Hiện tại thì đang ra quy trình để đào tạo và tuyển cái hệ thống phân phối qua đại lý. Mà mọi người muốn làm đại lý cho bạn thì sao? Mọi người hãy để lại thông tin tại cái website starwell.vn hoặc là trang Facebook Cao Artiso Đà Lạt Starwell, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với số hotline. Ok. Trong quá trình ra làm kinh doanh đó, thì bạn nghĩ nó có cần kiến thức về kinh doanh không? Hay là chúng ta cứ nghĩ rồi chúng ta lao ra chúng ta làm thôi? Dạ, thực sự thì em rất là may mắn được cái anh, người anh là người sếp cũ giới thiệu biết đến B-Training. Thì mới đầu á, thì thường á là biết qua mạng thì các bạn sẽ không có niềm tin liền đâu. Nhưng mà Thảo cũng may mắn là được người anh học ở thầy Duy rồi và giới thiệu, cho nên là niềm tin ban đầu Thảo cũng có một phần rồi. Nhưng mà khi có niềm tin ở thầy rồi thì cũng chưa có đủ. Thảo chưa có niềm tin ở bản thân mình và chưa vượt ra được cái vùng an toàn đó, thì phải mất một thời gian khá là dài luôn thì Thảo mới quyết định là nghỉ công việc và bắt đầu đi học từng lớp một của thầy luôn. Và Thảo học nguyên một bộ về lãnh đạo của thầy luôn thì mới đầy đủ kiến thức để mà vận hành một cái doanh nghiệp startup. Và hiện tại thì Thảo cũng đang theo học một cái số khóa tiếp theo của thầy. Vậy thì trong quá trình ra kinh doanh á, thì bạn có cái niềm vui gì nhất? Từ cái lúc mà ra kinh doanh vậy, cái niềm vui nhất của bạn là cái gì? Bạn có thể kể. Dạ, thì khi mà quyết định ra kinh doanh á, thì mình cảm thấy về cái thời gian á, thì mình rất là chủ động. Mặc dù là kinh doanh thì nó sẽ rất là bận rộn, nhưng mà mình có thể chủ động sắp xếp cái cuộc sống của mình chủ động sắp xếp. Em rất là happy. Rất là happy với cái công việc kinh doanh của mình. Một cái nỗi buồn cũng có không có thể là nỗi buồn, hoặc là một cái gì đó, một cái gì mà áy náy, một cái mà chạm lòng trong quá trình bạn kinh doanh, có thể là đối với khách hàng, có thể là đối với nhân viên, có thể là đối với đối tác. Một cái câu chuyện đó là cái câu chuyện mà mình cảm giác mình nuối tiếc, phải chi mà làm tốt hơn. Thì đó là cái câu chuyện gì? Bạn có thể nhớ lại cái giây phút đó. Khách hàng cũng được, nhân viên cũng được, đối với gia đình cũng được. Mà một câu chuyện mà mình cảm giác là do mình non kinh nghiệm, nếu mà phải chi mình có kinh nghiệm tốt hơn thì mình làm tốt hơn. Một cái câu chuyện mà em nhớ mãi là nhân viên. Nhân viên. Là lúc đó em chưa có kinh nghiệm đào tạo nhân viên. Thì công ty khởi nghiệp thì không có nhiều nhân sự, thì mình cứ ôm tất cả công việc như vậy mà thực ra mình không thoát ra được bản thân, là mình không có tin người đó là làm tốt cái công việc đó giống như mình. Thế là mình làm tất cả mọi việc, mình nghĩ là mình làm tốt nhất. Nhưng mà cái đó là sai lầm lớn nhất của mình, tại vì mình phải đào tạo thì người ta mới biết, thì mới phụ trách cái phần việc đó được, và mình mới có thời gian để làm những cái việc khác mà làm tốt hơn. Thì Thảo lúc đó là bị vướng ngay cái lúc đó luôn. Thì cũng may mắn là gặp được thầy, thì bây giờ Thảo cũng có một số kinh nghiệm nhất định. Vâng, cảm ơn bạn Thảo rất là nhiều. Vậy là vừa rồi các bạn cũng biết về bạn Lương Thị Thảo, là cái người mà sáng lập ra cái thương hiệu Cao Artiso với cái công ty là
Hinako. À, và chắc chắn rằng là đây là cái thông tin sơ khởi thôi. Bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái sản phẩm này sâu hơn, muốn làm đại lý hoặc là muốn trở thành cái đàn cầu thảo thì các bạn hãy liên hệ ngay trên cái trang thông tin, ngay trên cái kênh YouTube này, cái số điện thoại để các bạn nắm được. Vậy một cái lời mà chào chúc khách hàng hoặc là một cái thông điệp gì gửi đến cho khách hàng mà bạn cần ngay giây phút này, đó là cái thông điệp gì? Sức khỏe của con người là rất là quan trọng nhất luôn. Đến một lúc nào đó mà bạn không còn sức khỏe nữa thì bạn chẳng muốn làm việc gì hết. Cho nên Thảo rất là mong muốn mọi người hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình ngay từ giờ phút này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp các bạn lại sau nhé.